Trấn Thành có động thái gây xôn xao ngay sau khi CEO Đại Nam tuyên bố đến tận nhà táng thẳng mặt. Từ năm 2021 đến nay, drama giải tập giữa CEO Đại Nam và giới nghệ sĩ làm mưa làm gió khắp nơi. Ai cũng hiểu, nữ đại gia không ưa gì một số người nổi tiếng trong showbiz, trong đó có cái tên Trấn Thành. Trong livestream mới đây, bà còn gay gắt cảnh báo đối phương: "Quý vị nào biết nhà thằng Trấn Thành ở đâu, chỉ cho tôi sẽ đi kiếm thằng Trấn Thành và tao gửi cho mày một thông điệp, tao gặp mày tao táng thẳng mặt, vì mày dám chửi tất cả những người chính nghĩa là đội quân." Nguyên nhân được cho là vì Trấn Thành đã xéo CEO Đại Nam trong bộ phim Hẹp Cụt của mình, không hiểu vô tình hay cố ý mà nhiều tình tiết khiến dư luận gợi nhớ ngay về nữ doanh nhân. Dù nam MC không thừa nhận nhưng việc cũng đủ gây xôn xao trên mạng xã hội. Sau khi CEO Đại Nam có phát ngôn gây bão, Trấn Thành cũng đã có động thái đầu tiên trên mạng xã hội. Chiều cùng ngày, nam MC vẫn vô tư đăng hình cùng Hari Won với caption mùi mẫn. Có vẻ ở chung với nhau một thời gian là cái mặt sẽ có xu hướng giống nhau hả ta? Không lâu sau, anh chàng lại tiếp tục gây bàn tán khi chia sẻ về link tập cuối. Trước đó, trả lời trên trang iFamily, quản lý của MC cho biết họ không có phản hồi gì về sự việc ồn ào trên. Thái độ bình thản của Trấn Thành cho thấy anh không mấy quan tâm đến lời cảnh báo của CEO Đại Nam. Điều này cũng không có gì lạ, bởi trước đến nay, ông xã Hari Won vẫn ngỏ lời những lời thách thức, khiêu khích qua mạng xã hội. Năm 2021, Trấn Thành cùng một số nghệ sĩ nổi tiếng bị CEO Đại Nam tố có hành vi thiếu minh bạch trong quá trình kêu gọi, làm từ thiện. Bà cho rằng con số thực mà nam MC quyên góp được lớn hơn rất nhiều. Phía Bộ Công an về sau cũng đã vào cuộc điều tra và đưa ra kết luận cuối cùng rằng Trấn Thành cùng một số nghệ sĩ khác không ăn chặn tiền từ thiện.